chúng ta hãy dành cho tất cả các chàng trai, cô gái đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Rồi, xin cảm ơn các con. Để cho phép thầy giới thiệu với các con để chúng ta được giao lưu, làm quen với nhau một chút. Thầy là thạc sĩ Vũ Tiến Thành, chuyên gia toán tiểu học. Thầy sinh năm 1983 và quê thầy ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Ở đây cũng có một số bạn ở Vĩnh Phúc ấy. Và thầy tốt nghiệp thạc sĩ toán tiểu học năm 2011. Thầy đã có 8 năm công tác tại khoa giáo dục tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thế còn hiện nay thì thầy đang làm trợ lý hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Newton Hoài Đức. Đây, công việc của thầy đó là phát triển, bồi dưỡng cho đội ngũ học sinh giỏi. Đây là thầy đã dẫn đoàn mình đi thi ở trung tâm hội nghị quốc gia. Đấy, các bạn nhìn nó đẹp không ạ? Đấy, trung tâm hội nghị quốc gia nhé. Đó là một cái hội trường rất là lớn. Đấy, các bạn nhìn này, hội trường này nó chứa được mấy nghìn người. Bao nhiêu bạn mong muốn là được một lần đến đây để chúng ta tham dự một chương trình nào, là các bạn hãy comment số 3 đi. Nào, các bạn mong muốn được đến đây trong những cái chương trình lớn như thế này, các bạn comment số 3 cho thầy. Rồi, làm lại. Nào, các bạn hãy comment cho thầy số 3. Rồi, rất tuyệt vời. Chúng ta hãy viết xuống. Chúng ta sẽ đặt chân đến những cái nơi như thế này. Đấy, còn đây là thầy đưa học sinh đi thi ở tại trường Hà Nội Amsterdam, một ngôi trường có thể nói là trường lớn nhất Việt Nam, trường giỏi nhất. Những học sinh ở đó là những con người rất là ưu tú. Các bạn có mong muốn, có thích được đặt chân đến đây không ạ? Và nếu mà có thể trở thành một trong những học sinh của trường Am thì có là điều tuyệt vời các em. Trường Hà Nội Amsterdam nhé. Đó, đúng rồi. Thầy không chỉ đào tạo cho học sinh, bồi dưỡng cho học sinh, thầy còn đào tạo cho hàng nghìn giáo viên trên cả nước. Và đây là những cái lớp học trực tiếp của thầy. Đấy, thầy đào tạo cho giáo viên rất là nhiều, với thầy cô ở thành phố Tuyên Quang. Đó, các con có thấy tuyệt vời không ạ? Việc được học một người thầy rất là giỏi như vậy, các con có thấy mình may mắn không? Nếu các con may mắn, các con gõ cho thầy là số 5 nè. Số 5 là số may mắn. Đúng rồi. Còn đây, các bạn nhìn trên hình ảnh màn hình đây. Đây chính là bảng vàng thành tích của trường tiểu học và trung học cơ sở Newton, nơi thầy Thành làm trợ lý hiệu trưởng, phụ trách toàn bộ mảng toán và mảng bồi dưỡng học sinh giỏi. Đây là các bạn học sinh vừa đạt giải toán Singapore và châu Á. Đây này, toán Singapore và châu Á năm 2021, thầy Thành vừa nhận được kết quả trong cái tuần vừa rồi đó nha. Có huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng, rất nhiều các bạn huy chương. Bao nhiêu bạn mong muốn mình cũng sẽ có tên trên bảng vàng thành tích, mình cũng sẽ có tên ở trong một cái kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Các con hãy comment là con muốn. Con biết đi. Bạn nào muốn thì biết là con muốn. Đúng rồi, bạn Nhi. Rất là nhanh. Bạn Châu. Bạn Minh Ngọc. Bạn Quốc Sơn. Bạn Tiến Dũng. Rất tuyệt vời. Bạn Quỳnh Chi. Đó, chúng ta phải thể hiện cái sự khát khao, mong muốn được đứng trên đỉnh vinh quang thì chúng ta mới có thể thành công được. Đây, đây là cũng là bảng vàng thành tích học sinh của thầy này.
Đấy, có nhìn bạn Phạm Thành Tân này ở trường Newton Primary and Secondary School là hạng thứ 35 toàn châu Á này và hạng 9 Việt Nam này. Các bạn thấy có tuyệt vời không ạ? Việc mình được đứng ở một cái kỳ thi cấp châu lục mà mình đứng được huy chương vàng thì có điều là điều tuyệt vời không các em? Sẽ là rất tuyệt vời đúng không nào? À, các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao thầy lại cho các em xem những cái hình ảnh này? Đó, tại sao thầy lại cho các em xem những hình ảnh này? Thầy muốn nói với các em một điều là gì? Đó là các bạn cần phải có mục tiêu, các bạn cần phải có một cái sự khát khao. Và điều quan trọng là thầy Thành muốn cho các bạn thấy là những cái sản phẩm, những cái điều mà thầy Thành đã làm, thầy Thành không chỉ nói những cái điều lý thuyết mà thầy Thành còn đã làm trực tiếp dạy cho giáo viên, dạy cho học sinh. Và kết quả, đây là những cái kết quả rất là tuyệt vời. Và một điều nữa là cho các em có một cái cảm hứng, có một cái niềm đam mê để chúng ta cũng khát khao chinh phục. Các con hãy viết xuống vở của mình là bạn làm được thì mình cũng làm được. Viết câu này xuống. Bạn làm được thì mình làm được. Đúng rồi các em ạ. Người Nhật ấy có câu nói là họ làm được thì tôi cũng làm được. Họ thành công thì tôi cũng thành công. Tức là họ rất là khát khao, chúng ta phải khát khao như vậy nhé. Đấy là một số hình ảnh. Đây, thầy có trao giấy khen và huy chương vàng cho học sinh bạn Phạm Thành Tân, Phạm Thành Tân nhé. Phạm Thành Tân năm nay lên lớp 6 rồi. Năm nay anh ấy cũng vẫn được huy chương bạc toán Sambo, huy chương bạc toán Hakibo. Đấy, còn đây là thầy trực tiếp đứng ở ban tổ chức kỳ thi toán Olympic toán Titan Việt Nam trao giải cho các bạn học sinh. Các em có thấy tuyệt vời không ạ? Các em có muốn là mình ở đây trong lớp mình thầy Thành biết là có những bạn đã đứng ở được trao giải trong cái kỳ thi này. Đấy, có những bạn đã được. Và các bạn có mong muốn là chúng ta được lên trên này và nhận những tấm huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng không? Các bạn có mong muốn điều đó không? Nếu các bạn thực sự mong muốn, các bạn comment số 9 cho thầy. Comment con số 9 cho thầy. Rất tuyệt vời. Được rồi. Một điều nữa, đó là khi các em được tham dự cái lớp này thì các em sẽ được vào trong cái nhóm những học sinh của thầy Thành, cộng đồng trong đó. Thì các bạn sẽ có được cái sự học hỏi lẫn nhau, các bạn có thể hỏi đáp, có những bài toán nào chưa hiểu, các bạn có thể chụp ảnh gửi lên đó thì các bạn của chúng ta hoặc thầy cô của chúng ta sẽ là những người sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Đấy, khi mà học tập có người mà hỗ trợ chúng ta thì các bạn có thấy tốt không? Nếu các bạn thấy tốt, các bạn có số 1 cho thầy. Ok, rất tuyệt vời. Cô Sơn, Minh Ngọc, Nhi, các bạn đang làm rất tốt, rất tốt. Bạn Đức Vinh, Quỳnh Chi. Thầy có nội quy học tập như sau. Cái này thầy đã viết ở trong vở chúng ta rồi. Nội quy thứ nhất đó là đúng giờ. Các bạn phải đúng giờ. Thứ hai là các bạn phải hoàn thành bài tập. Các bạn phải hoàn thành bài tập nhé. Bởi vì việc hoàn thành bài tập nó sẽ giúp cho các bạn đạt được cái mục tiêu của mình. Và thứ ba là phải thực hiện đúng yêu cầu của thầy. Chúng ta phải thực hiện theo cái yêu cầu của thầy thì mới được, thấy chưa? Đấy là nội quy. Bài học số 1, các bạn viết xuống. Phần này thì thầy đã viết rồi, các bạn dở trang số 1 ra. Dở trang số 1 trong tài liệu ấy. Còn nếu bạn nào mà nào viết cho thầy hỏi nào,
Những bạn nào đã in được tài liệu rồi thì gõ số 2 cho thầy. Nào, những ai đã in được tài liệu thì gõ số 2, những ai chưa in được tài liệu thì gõ số 3 cho thầy. Nào, thầy xem những ai đã in được rồi. Bạn Quốc, bạn Nhi, Quốc Sơn đã in được rồi, Nhi đã in được rồi. Khoa Nghị cũng in rồi, Minh Ngọc cũng in rồi, Hà Phương Anh in rồi, Tiến Dũng in rồi, Minh Châu in rồi. Nào, còn các bạn khác, những ai mà chưa kịp in thì gõ số 3 cho thầy. Chưa kịp in tài liệu gõ số 3. Rồi, các bạn chưa in được thì ngày mai các bạn sẽ nhờ bố mẹ đi in đấy nhé. Chúng ta sẽ có tài liệu thì chúng ta học tập sẽ dễ hơn. Vì tài liệu này thì ban tổ chức đã chuẩn bị rất là công phu để giúp cho các bạn có cái phần ghi chép. Bài học số 1, bài học về lòng biết ơn. Chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này là phải nhờ công ơn của bố mẹ, đúng không nào? Công ơn của bố mẹ, người ta nói là gì? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, cho tròn chữ hiếu, cho là đạo con, đúng không nào? Chúng ta thấy là bài học về lòng biết ơn, chúng ta phải biết ơn ai? Nào, các bạn hãy comment cho thầy. Các con, chúng ta phải biết ơn ai? Biết ơn như ngài, các con comment xuống. Rồi, biết ơn ông bà, bố mẹ, biết ơn cụ, biết ơn bố mẹ, biết ơn thầy cô, rất tuyệt vời. Các con tư duy rất là tốt. Thầy cô, bố mẹ, cảm ơn các bạn. Bố mẹ, ông bà, thầy cô. Đúng rồi, chúng ta cần phải biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta, chăm lo cho chúng ta. Thậm chí chúng ta cần phải biết ơn cả cái cuộc sống này. Chúng ta biết ơn bởi vì chúng ta có không khí để thở. Chúng ta biết ơn bởi vì chúng ta có cơm ăn. Chúng ta có biết ơn để chúng ta có áo mặc. Chúng ta biết ơn bởi vì chúng ta được ngồi học ở đây. Như vậy chúng ta phải biết ơn. Chúng ta phải thể hiện cái lòng biết ơn đó nhé chưa? Nào, bây giờ sau buổi hôm nay là bài tập nhé. Các bạn sẽ cần làm cho thầy này. Chúng ta sẽ thực hành cái lòng biết ơn này. Chúng ta sẽ nói là con biết ơn bố mẹ. Nào, viết xuống trang số 1. Con biết ơn ai? Các con viết vào. Đó, các con hãy viết xuống. Đầu tiên là chúng ta phải viết xuống. Biết ơn ông bà, biết ơn bố mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn anh chị em của mình, những người đã giúp đỡ mình, những người đã yêu thương mình. Chúng ta phải biết ơn, viết xuống nha. Nhưng cái điều này là điều khó này, chúng ta phải nói được ra. Các con phải nói với bố mẹ của mình, nói với ông bà của mình là con biết ơn bố mẹ, con biết ơn ông bà. Bao nhiêu bạn là sau buổi hôm nay, ngay trong buổi hôm nay về sẽ thực hành cái việc này, sẽ nói với bố mẹ của mình, nói với ông bà của mình, nói với thầy cô của mình, nói với các anh chị em của mình là con biết ơn. Thì các bạn comment cho thầy số 3 nào. Nào, bạn nào sẽ về sẽ nói là con biết ơn bố mẹ, con biết ơn ông bà, con biết ơn anh chị,
Em ơn chị, đúng nào, đúng rồi. Ta phải thực hành cái lòng biết ơn này nhá. Khi ta nói cái lòng biết ơn này, nó vi diệu lắm. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sức mạnh rất là tuyệt vời, đúng chưa? Hôm sau thầy sẽ kiểm tra nhá. Đó. Đấy là bài học về lòng biết ơn. Bài học số 2 là bài học phải lập mục tiêu. Lập mục tiêu. Thì trong này nó có hai mục tiêu. Có thể có những mục tiêu khác nhưng chúng ta để hai mục tiêu. Tại sao thầy để hai mục tiêu? Mục tiêu cho năm học tới, các bạn viết cho thầy mục tiêu cho năm học tới. Năm học 2021 2022 thì mục tiêu của con là gì? Mục tiêu cho mùa hè năm nay là gì? Các con phải viết ra. Nào, mục tiêu cho năm học 2021 2022. Các con có muốn được ví dụ như là con muốn được học sinh giỏi này, là học sinh giỏi này. Hoặc là con muốn đạt giải thi kỳ thi toán, hoặc là con muốn được huy chương vàng, hay là con muốn được huy chương bạc, hay con muốn được huy chương đồng, con phải viết xuống. Nào, ví dụ như trong mục tiêu trong mùa hè này thì con phải làm những gì? Đấy, con sẽ đọc sách như thế nào, hoặc là con sẽ phải chuẩn bị trước cho năm học. Ví dụ như bạn nào năm nay lên lớp 6 thì các bạn sẽ biết là mục tiêu là con sẽ ôn tập lại kiến thức lớp 5. Hoặc là bạn nào nói lên lớp 5 thì ta sẽ ôn tập lại kiến thức lớp 4, ôn tập lại kiến thức lớp 3. Được chưa? Ta đọc trước sách lớp 5, ta đọc trước sách lớp 6, con viết xuống cho thầy. Nào, bây giờ các bạn viết cho thầy mục tiêu trong năm học. Ví dụ như con sẽ được học sinh giỏi toàn diện, con viết xuống. Hoặc là con muốn được huy chương vàng toán Titan, hoặc huy chương vàng toán Sango, hoặc là huy chương bạc, huy chương đồng, tùy các con. Các con viết mục tiêu nào cũng được cho nó phù hợp với mục tiêu của mình. Mục tiêu về rèn luyện sức khỏe. Các con sẽ làm gì? Mục tiêu về giúp làm về công việc, cũng như là giúp đỡ bố mẹ của mình. Mỗi ngày giúp đỡ bố mẹ mình một công việc, một việc, hai việc, vân vân. Đây một số bạn đây toán Sambo này thì là viết như này này. Đấy nha, toán Sambo. Và chúng ta sẽ thực hiện cái việc mục tiêu đó nha. Được rồi. Tiếp theo. Chúng ta sẽ học sang chuyên đề số 1 là các bài toán tính nhanh, tính nhẩm. Các bạn sẽ hỏi là hôm trước chúng ta đã được học tính nhanh, tính nhẩm nhưng hôm nay sao lại có phần này, đúng không nào? Thì phần này là phần rất quan trọng các con ạ. Đây là phần rất quan trọng. Người Nhật ấy, giáo dục của người Nhật đấy, họ dành cả 2 năm học đầu tiên chỉ để làm cái việc tính nhanh tính nhẩm. Các con có biết là tại sao là chúng ta phải cần phải tính nhanh tính nhẩm không? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cho các bạn được phát biểu nha. Thầy sẽ cho các bạn được cật bật camera lên. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cái việc này. Nào xin mời bạn nào phát biểu. Các con tạm thời bỏ cái bàn tay xuống đã. Bạn nào
phát biểu thì các bạn sẽ giơ tay lên. Rồi, xin mời bạn Tiến Dũng. Ý nghĩa của việc tính nhanh tính nhầm là gì? Là bạn Khoa Nghị nào. Ok, thôi được rồi. Ở một số bạn là đang không nói được. Đây nha, ý nghĩa của cái việc chúng ta tính nhanh tính nhẩm ấy, nó rất là quan trọng trong cái đời sống hàng ngày. Các em có thấy là khi chúng ta học như thế này thì chúng ta vẫn phải bước vào cuộc sống, đúng không nào? Chúng ta phải bước vào cuộc sống, chúng ta phải mua bán trao đổi hàng hóa này, mua bán này, chúng ta phải sau này chúng ta phải tính toán này, chúng ta phải làm thế nào đó. Ví dụ như các bạn có thể là lớn lên, dù gì thì chúng ta vẫn phải bước vào cuộc sống, chúng ta phải biết cách tư duy, chúng ta phải biết cách tính nhanh, đúng không? Thế thì rất có một thực tế hiện nay ấy, là rất nhiều bạn là làm tốt ở trong vở bài tập, làm tốt ở trong sách giáo khoa, nhưng mà bố mẹ đưa tiền cho, nói là đi mua cho mẹ chai nước mắm, đi mua cho mẹ cái chai dầu ăn, thì các bạn sợ. Thậm chí là sợ là vì sao? Vì các bạn sợ làm việc với tiền. Và như khi chúng ta làm sợ như thế thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể thành công, đúng không nào? Vậy thì chúng ta phải học cách tính nhanh tính nhẩm, thì nó có một cái kỹ thuật như này này. Thứ nhất về phép cộng ở người Nhật đấy, nước Nhật Bản đấy, đầu tiên thì họ cho rèn các cái phép tính ở trong phạm vi 100 này, nhưng mà ngay sau đó họ nâng lên là trong phạm vi 1.000 và nâng luôn lên phạm vi 1.000.000. Còn ở Việt Nam mình ấy thì chúng ta học theo vòng số, nên là nhiều khi học đến lớp 3 chúng ta mới học đến trong phạm vi 100.000. Và như thế thì cái tư duy nó bị chậm. Thế bây giờ thầy chỉ cho các bạn cách làm này. Ví dụ chúng ta có phép tính là 37 cộng 46. Thì thông thường thì các bạn thường làm thế nào? Các bạn thường đặt tính, đúng không nào? Hoặc là bạn có nhẩm, nhưng mà việc nhẩm cộng xong nhớ hàng ngang nó làm cho chúng ta rất là khó khăn. Phải có một cái kỹ thuật như sau. Đó là trong một phép cộng ấy, khi ta thêm vào số hạng thứ nhất bao nhiêu đơn vị, đồng thời ta bớt đi ở số hạng thứ hai bấy nhiêu đơn vị, thì tổng không thay đổi. Bao nhiêu bạn đã rõ cái phần này? Comment về số 1, rõ cái tính chất này. Được rồi, rõ là một rồi, nhưng mà chúng ta sẽ vận dụng như nào? Thì ở đây chúng ta thấy này, 37 cộng 46 thì chúng ta sẽ phải làm tròn. Làm tròn bằng cách là gì? Ta thêm vào một trong hai cái số, hai số hạng này, thì ta thấy là 37 hoặc là 46 thì ta sẽ thêm vào 37 ba đơn vị thì thành 40, đồng thời ta sẽ bớt đi ở 46 ba đơn vị, đấy ta sẽ bằng là 40 cộng 43, kết quả bằng 83. Như vậy nó sẽ nhanh, đúng không nào các em? Và nếu mà chúng ta vận dụng thành thạo cái này thì sau này trong cuộc sống của chúng ta sẽ làm rất là nhanh. Thực ra các em thấy không ạ? Hầu như sau này chúng ta bước vào cuộc sống, chúng ta vận dụng chủ yếu là bốn phép tính cộng trừ nhân chia. Còn một số các phần khác chúng ta cũng vận dụng nhưng nó không nhiều đâu. Nào, tiếp theo. Đây là lại một phép tính khác này. 22 cộng 56 thì ta sẽ làm tròn số nào? Nào các bạn hãy comment cho thầy, chúng ta sẽ làm tròn số nào? Làm tròn số 22 hay làm tròn số 56? Nhi làm tròn 56. Rồi các bạn làm tròn 56. Ok, thầy sẽ phân tích này. Khi chúng ta làm tròn 56
thì ta lại phải làm tròn là cộng với 4 để bằng 60. Mà như thế ta lại phải lấy 22 bớt đi 4, như vậy khó. Chúng ta nhìn này, 22 ta bớt đi 2 thì bằng 20. Đồng thời 56 ta thêm 2 thì bằng 58. Vậy ta sẽ có bằng là 20 cộng 58. Thì nó này dễ rồi đúng không? 20 cộng 58 bằng 78. Đó nhá. Vậy ta sẽ chọn này, một trong hai số này, số nào nó tiến gần đến số tròn trục thì ta sẽ làm tròn, hoặc là thêm vào hoặc là bớt đi. Nào bây giờ thầy sẽ cho làm nhanh một bài toán này để các con tính trong viết cho thầy nhá. Ví dụ như thầy có đây 39 cộng 54. Nào thì ta sẽ làm tròn như thế nào? Các bạn nhẩm luôn ở trong đầu nhé, cái tất cả cái này diễn ra trong đầu. Thì ta thấy này, 39 tiến gần 40. Đúng rồi, bằng 40. Cộng với bao nhiêu? Cộng 53. Bởi vì ta thêm vào 39 thì ta phải bớt đi 54. Vậy kết quả bao nhiêu? 40 cộng 53 bằng 93. Bao nhiêu bạn đã hiểu phần này? Bao nhiêu bạn đã rõ cách làm này? Các bạn comment cho thầy số 3. Nào, bây giờ đến phần chúng ta thực hành nhé. Đây là phần chúng ta thực hành. Tiếp tục. Nào, bây giờ nó nâng lên này. Là lúc này là 34.000 cộng 38.000. Bây giờ 34.000 cộng 38.000, bây giờ ta nâng luôn lên là 34.000 cộng 38.000, có đúng là trong thực tế chúng ta mua một cái chai nước mắm hết 34.000 cộng với một chai dầu ăn là 38.000 đúng không nào? Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Ta xem là hai số này thì số nào tiến đến làm tròn nhiều hơn hay là dễ hơn. Thì ta nhìn nè. 38 thì làm tròn là 40. Có nghĩa là ta thêm 2, đồng thời ta bớt đi ở 34 là hai đơn vị, đúng rồi. Vậy bằng bao nhiêu? Bằng 32 cộng 40. Và kết quả bao nhiêu? 32 cộng 40 ta làm nhầm được rồi đúng không? Nào tính nhanh cho thầy, 32 cộng 40. Rất tuyệt vời. Đúng rồi. Kết quả 72.000. Rồi, xong. Nào bây giờ bắt đầu làm cho thầy nhé. Thầy sẽ cho các bạn được thực hành, bởi vì chúng ta học chúng ta phải thực hành. Khi các bạn thực hành thạo cái này nó rất rất là tuyệt vời luôn. Nào đây. Nào chúng ta sẽ thực hiện nè. 58.000 cộng 27.000. Nhẩm này, là 58 cộng 27 thì ta sẽ nhẩm thế nào? Rồi, rất tuyệt vời. Bạn Nhi làm rất tốt. Bạn Sơn tốt rồi. Minh Châu, Quỳnh Chi, Khoa Nghị rất tuyệt vời, rất xuất sắc. Đức Vinh. Ta thấy 58.000 cộng 27.000 thì ta làm tròn bằng 58, ta cộng 2 bằng 60. 60.000 cộng 25.000, ta có 60.000. 60k cộng 25k. Và kết quả 60 cộng 25 bằng 85. 85k. Rất tuyệt vời, bạn Hà Phương. Các bạn đã hiểu phần này chưa? Điều quan trọng là chúng ta phải ứng dụng vào trong cuộc sống. Để sau này chúng ta cứ đọc số là chúng ta sẽ cộng được. Vì khi ta cộng được như này ấy,
thì chúng ta sẽ làm các bài toán về cộng trừ nhân chia số thập phân nó vô cùng dễ. Bởi vì nhiều bạn đến cộng thì chúng ta cần phải đặt dưới nháp thì chúng ta sẽ còn làm rất khó khăn. Các bạn có muốn thử một phép tính nữa không? Nào thử một phép tính nữa nhá. Nào thầy có này. 37 47.000 47.000 cộng với 26.000 cộng với 36.000 là 47.000 cộng 36.000. Tính nhanh cho thầy. Viết luôn. Bốn bảy sẽ tiến đến bao nhiêu? Bốn bảy tiến đến 50 thì 36 sẽ bớt 3 bằng 33. Đúng rồi, bạn Đức Vinh 83, bạn Quỳnh Chi 83, Minh Châu 83, Khoa Nghị 83, rất tuyệt vời, Minh Ngọc 83, Nhi 83, Cô Sơn 83, rất tốt. Đó, ta sẽ có bằng 50, 50.000 cộng 33.000 bằng 83.000. Rồi, thêm một ý nữa, ý này nó to lên, đến triệu nhá. Ta có 32 triệu, triệu thầy viết là mê, là million đấy, cộng với 32 triệu cộng 45 triệu đi thì bằng thế nào? Cái con lý này, trong hai cái phần này thì số nào ta có thể làm tròn được? Ba mươi hai cộng 45 thì ta nhẩm như nào? Đúng rồi, số 32 ta làm tròn bằng 30, bằng 30 triệu cộng 45 thêm 2 bằng 47 triệu, kết quả bằng 30 cộng 47 thêm bao nhiêu? Rồi Quỳnh Chi đúng rồi, Nhi đúng rồi. Minh Ngọc đúng rồi. Rất tuyệt vời. Đó. Và cái máy vận dụng cái kỹ thuật tính này để chúng ta mang vào cuộc sống của chúng ta, để chúng ta vận dụng, để chúng ta làm nhé. Bao nhiêu bạn đã tự tin về cái việc chúng ta sẽ tính nhẩm và chúng ta sẽ vận dụng được trong cuộc sống của chúng ta, hãy comment là con. Con tự tin, các bạn hãy comment xuống. Được rồi, các con hãy mang cái kỹ thuật tính nhanh tính nhẩm này lên lớp của mình, để khi mà chúng ta làm các cái bài toán có lời văn là các bài toán về hình học, chúng ta sẽ cộng nhanh cộng nhẩm vô cùng xuất sắc luôn. Bao nhiêu bạn tin là khi mà chúng ta mang cái kỹ thuật này chúng ta lên lớp của chúng ta thì chúng ta sẽ cộng nhanh cộng nhẩm mà đến cô giáo của mình cũng phải ngạc nhiên, thì các bạn hãy comment là con nè. Đúng rồi, Khoa Nghị rất tuyệt vời, Quốc Sơn, Hà Phương, rồi Phương Anh. Đấy, chúng ta có thể chơi một trò chơi như sau này. Chúng ta có thể chơi trò chơi, ta về nhé, trò chơi ta chơi với em của mình hoặc là chị của mình hoặc là bố mẹ của mình cũng được. Chúng ta sẽ chơi trò đố nhẩm. Đấy, chúng ta sẽ không đố là, ta có thể đố lớn hơn, ví dụ như là 500.000 hoặc là 50.000 hoặc là 50 triệu, 53 triệu cộng với 37 triệu, đại loại như thế, thì chúng ta sẽ chơi cái trò chơi đó để làm gì? Để chúng ta rèn cái kỹ năng tính nhanh tính nhẩm. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần thứ nhất, đó là phần phép cộng. Bao nhiêu bạn thấy phần này thú vị, các bạn hãy comment cho thầy là phần này thú vị cho thầy. Đúng rồi, thầy dạy cho các con là thầy dạy cho các con cái phần cốt lõi. Thầy đã nghiên cứu cái chương trình giáo dục của Nhật Bản rất là kỹ, và thầy thấy là tại sao người Nhật tư duy tốt ấy, bởi vì người ta đi từ cái giá trị cốt lõi.
từ ban đầu ấy, người ta hiểu cái cấu tạo của số, hiểu cái phần tập phân của nó làm cho cái việc là rất là thành thạo cái phần này, để làm gì, để lúc mà học các cái kỹ năng khác người ta cảm thấy dễ dàng hơn. Và các bạn thấy không ạ, thay vì là chúng ta lấy 37 cộng 46 bằng 83 thì cái 37 triệu cộng 46 triệu người ta cũng nhẩm ra đúng không, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng dùng cái máy tính. Thậm chí nếu mà máy tính mà dùng không cẩn thận đấy, ta bấm số 37 triệu người ta không nhớ là có mấy số 0 đâu. Các bạn có hiểu cái này không ạ? Rồi, ok. Tiếp theo là phần phép trừ. Nào, các bạn viết phần này vào. Viết phần này vào phần quy tắc ấy nha. Là trong phép trừ, người ta viết cho. Viết ở đây để các bạn ghi nhớ. Trong phép trừ, khi ta cùng thêm mở ngoặc hoặc bớt ở cả số bị trừ và số trừ thì hiệu của chúng không thay đổi. Đấy, đây là một cái quy tắc mà con sẽ mang theo. Trong phép trừ, khi ta cùng thêm hoặc bớt ở cả số bị trừ và số trừ thì hiệu của chúng không thay đổi. Cái này tuyệt vời lắm các em ạ. Nhìn vô cùng tuyệt vời nếu mà chúng ta biết cách vận dụng nó để đưa vào cuộc sống của mình. Thầy đính chính lại nha. Ở trong cái phần tài liệu ấy thì nó có một chút là gõ in ấn là nó bị nhầm lẫn, các bạn sửa lại này. Thì cách làm như sau. Ở đây ta có 50 trừ 19. Thì cách làm này, chúng ta phải hiểu cách làm. Chúng ta hãy làm tròn cái số trừ ấy, người ta phân tích này, 50 trừ 19 thì ta phải làm tròn cái số trừ. Số trừ là số nào? Comment cho thầy đâu là số trừ trong phép tính này, thì đâu là số trừ? Số bao nhiêu? Đúng rồi, số 19 là số trừ. Thì ta có thể sử dụng hoặc là phép cộng hoặc là phép trừ để ta làm tròn. Đấy, ví dụ như là số 19 thì ta thấy là nó chỉ cần thêm 1 là bằng 20. Ta sẽ tạo thành số tròn trục nha. Thì ở đây ta có 50 trừ 19 thì sẽ bằng, ta cùng thêm vào cả số trừ, cùng thêm vào số bị trừ và số trừ một đơn vị thì được 51 trừ 20. Và kết quả 51 trừ 20 thì dễ rồi đúng không? Bằng 31. Đấy, phần này là phần rất hay này. Thì bài toán thực tế cũng phải là như này không các em? Bây giờ chúng ta có tờ 50.000. Chúng ta có tờ 50.000. Chúng ta mua một cái bút hết 19.000. Mua một cái bút hết 19.000. Thế bây giờ hỏi là bây giờ chúng ta còn thừa bao nhiêu tiền? Thì ta sẽ nhẩm như nào? Ta thấy là 19 làm tròn thành 20. Hay là thêm 1 thành 20 thì 50 thêm 1 bằng 51. 51 trừ 20 bằng 31. Bao nhiêu bạn đã hiểu cái này? Hãy comment số 1 cho thầy. Nào các bạn đã hiểu cái này, comment số 1 cho thầy. Đúng rồi. Đây là ta cùng thêm vào vào cả số bị trừ và số trừ nhá. Tiếp theo, ta có 67 trừ 38. Nào, tính như thầy, 67 trừ 38 ta sẽ làm tròn như thế nào? 67 trừ 38. Nào viết cho thầy cái cách chúng ta làm tròn. Rồi bạn Sơn làm đúng rồi, Chi tốt rồi, Tiến Dũng rất tốt, Khoa Nghị.
Nhi, Hà Phương Anh. Rất tốt, đúng rồi, bạn Trần Thị Quỳnh Chi đã viết cụ thể. Cụ thể đây với các con nhìn này, ta có 67 trừ 38 thì 38, ta thêm 2 bằng 40. 67 thêm 2 bằng 69, bằng 69 trừ 40. 69 trừ 40 bằng 29. Đó. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải rèn luyện. Khi chúng ta bước vào cuộc sống thì chúng ta phải rèn luyện cái này. Các con có biết không, các bà đi chợ ấy, thậm chí là nhiều người họ chỉ học hết lớp 5 rồi, thậm chí có người học hết lớp 3 nhưng họ tính rất nhanh, bởi vì họ vận dụng cái cách tính nhẩm này mà họ kể họ kinh doanh, họ cũng làm rất là giỏi đấy nha. Thêm một ý nữa nào, bây giờ lại là 100.000 trừ 64.000. Đó, bài toán là ta đi mua hàng hết 64.000 và đưa một tờ giấy 100.000 trừ 64 thì ta sẽ phải làm thế nào? 64 ta sẽ làm tròn nó còn bao nhiêu? Ta sẽ bớt đi 4 để còn 60, được chưa? Đồng thời 100 ta cũng bớt đi 4 thì bằng bao nhiêu? Bằng 96 trừ 60. Và 96 trừ 60 thì dễ rồi đúng không nào? Bằng 36. Bạn Quốc Sơn rất là nhanh, tuyệt vời. Bạn Nhi rất xuất sắc. Bạn Khoa Nghị xuất sắc. Quỳnh Chi xuất sắc. Hà Phương Anh tốt rồi. Minh Ngọc tốt rồi. Đó. Và kết quả 36.000. Thế ta có bài toán thực tế như này này. Dũng mua một gói bánh hết 64.000 đồng. Dũng đưa cho cô bán hàng 100.000 đồng, hỏi cô bán hàng phải trả lại cho Dũng bao nhiêu tiền? Thì đây chính là bài toán, đúng nào? Ta lấy 100 trừ 64, ta nhẩm này bằng 96 trừ 60 bằng 36. Hay không các con? Bao nhiêu bạn thấy phần này nó rất là thiết thực với đời sống của chúng ta và rất có ý nghĩa, các bạn hãy comment là ý nghĩa đi. Các bạn hãy comment là rất ý nghĩa nào. Các bạn nhớ nhé, là chúng ta học thì sau cùng chúng ta phải đưa vào cuộc sống, ta phải vận dụng, ta giải quyết được các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta, đó mới là cái việc quan trọng của việc học. Chứ không phải chúng ta học xong đến lúc mà chúng ta không biết cách vận dụng như nào thì đấy là fail, đấy là thua. Ok. Tiếp theo nào, bao nhiêu bạn đã hiểu cái phần 1 và phần 2, comment cho thầy là con đã hiểu nào, hãy comment cho thầy con đã hiểu. Đúng rồi, khi chúng ta đã hiểu phần này, chúng ta hiểu nó vận hành trong cuộc sống của chúng ta như nào thì chúng ta sẽ thấy là học nó rất là vui, bởi vì nó giúp được ích cho cuộc sống của chúng ta. Nào bạn nào sẵn Đấy rồi, sàng em bắt đầu được. nào, sau buổi hôm nay cho thầy hỏi. Anh vừa vào rồi. Được rồi, con hiểu rồi đúng không? Nào, bây giờ cho thầy hỏi này, bao nhiêu bạn sẵn sàng ngay từ ngày mai là ta có thể đi chợ hoặc là đi mua đồ giúp đỡ bố mẹ của mình một cách tự tin? Nào, các bạn comment. Nếu các bạn nào sẵn sàng, các bạn hãy comment là con sẵn sàng. Đúng rồi. Hãy vận dụng cái cách này nhé, vận dụng cái kỹ thuật này để chúng ta mang vào tập tính.
Tốt, rất tuyệt vời. Rồi, các con đã sẵn sàng rồi. Tiếp theo. Phép nhân. Phần này bắt đầu đến phần hay nữa này. Mà hôm trước các bạn học ở trong chương trình đánh thức tư duy toán thể học, tư thể học. Chúng ta sẽ học về phần tiếp theo là phép nhân. Các con viết cho thầy cặp số kỳ diệu. Cặp số kỳ diệu. Nào, cặp số kỳ diệu này. Thì trong phép nhân ta có cái cặp số sau. Thứ nhất là 2 nhân 5 bằng 10. Các con phải khi có số 2 các con hãy nhớ đến số 5. Viết vào. Đấy, 2 nhân 5 bằng 10 tức là cái cặp số 2 và 5. 4 sẽ đi với 25. 4 nhân với 25 bằng 100. Còn 8 nhân 125 bằng 1000. Đây là các cặp số kỳ diệu để giúp cho con có thể làm các bài toán tính nhanh, tính nhẩm ở trong số tự nhiên, trong số thập phân hoặc là phân số, các con có thể làm được. Đó nha. Đấy là cặp số kỳ diệu. Phần B là các tính chất của phép nhân. Phần này thầy biết là các bạn đã được học. Tuy nhiên để vận dụng một cách linh hoạt thì đâu đó các con vẫn còn chưa được thành thạo. Nào, cái thứ nhất là giao hoán A nhân với B thì bằng B nhân với A, tức là số A nhân số B thì nó cũng bằng số B nhân với số A. Cho ta đổi chỗ hai cái thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Tiếp theo, tính chất kết hợp có nghĩa là A nhân với B, tất cả nhân với C thì bằng A nhân với B nhân với C. Đấy, các bạn viết hai cái tính chất này vào. Nào bây giờ chúng ta sẽ vận dụng nhé. Vận dụng như sau này. Thì ví dụ chúng ta có cái bài toán là ta tính nhanh tính nhẩm. Ví dụ là ta có 7 nhân 5 nhân 2 thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta nhìn thấy này, có 5, có 2 thì ta có thể ghép được tạo thành cái số kỳ diệu, hay là nó sẽ là bằng 5 x 2 bằng 10. Ta sẽ viết là bằng 7 nhân 10 và kết quả bằng 70. Đó. Nào, một phép tính khác này. Ví dụ như chúng ta có 4 nhân 17 nhân 25. Đó. Nào, 4 nhân 17 nhân 25. Nếu mà chúng ta mà cứ nhân lần lượt từ trái qua phải thì sẽ rất là mất thời gian, đúng không? Và chúng ta sẽ tư duy như thế nào? Ở đây ta ghép 4 với 25 thành một cặp bằng 4 nhân 25, sau đó nhân 17 và bằng
100, 4 nhân 25 là 100, nhân 17. Và kết quả bằng bao nhiêu? Bằng 1.700. Đó. Tiếp tục. Ví dụ như ta có là 8 nhân 9 nhân 2 nhân 125. Đấy. Thì nếu mà tính như này chúng ta làm là cho nhanh. Thì các con đã nhìn thấy cặp số kỳ diệu rồi đúng không? Phải để ý. Rồi, thầy thấy đã có bạn làm xong nhưng chúng ta phải lưu ý này. Chúng ta phải lưu ý này. Đúng rồi, ở đây có 8 ta sẽ ghép với 125. Các bạn làm đúng rồi, ta lấy 8 nhân 125. Sau đó nhân với chỗ này ta có 9 nhân 2. 9 nhân 2. Và kết quả bằng gì? Bằng 8 nhân 125 bằng 1.000. Nhân với 9 nhân 2 bằng 18. 1.000 nhân 18 thì bằng 18.000. Rồi, rất tuyệt vời. Đó nha. Chúng ta hãy vận dụng cái cách này để chúng ta sẽ làm trong các cái bài toán của chúng ta. Nhưng có một cái điều như sau. Không phải lúc nào nó cũng xuất hiện 8, không phải lúc nào cũng xuất hiện 125, mà không phải lúc nào nó cũng có 4, cũng có 25 thì chúng ta. Vậy thì nhiệm vụ chúng ta là phải làm cho nó bộc lộ ra hay làm nó xuất hiện ra. Thì ví dụ như là thầy có số 12 12 nhân 25. Đó. Cũng có lúc nó là như thế này cơ. Thì ta làm thế nào? Thì các con để ý này. Ta có 12 thì bằng 3 nhân 4. Sau đó nhân với 25. Ta đã thấy xuất hiện cặp số kỳ diệu chưa? Ta đã nhìn thấy 4 và 25 chưa? 4 và 25 bằng 4 nhân 25 bằng 100 đúng không? Bằng 3 nhân 100. Và kết quả bằng 300. Hai không em? Thêm một ví dụ nữa để các em rõ phần này nha. Đó, ví dụ như là thầy có đây. Như thầy có 5 nhân 36 thì chúng ta sẽ làm thế nào? Ta thấy 5 nhân 36 ta phải đặt bút tính này. Thì cách đơn giản là ta lấy làm gì? 5 36 thì bằng 2 nhân 18. Vậy bằng bao nhiêu? Bằng 10 nhân 18 và bằng 180. Có thú vị không các em? Bao nhiêu bạn đã thấy phần này là phần rất là thú vị, các bạn hãy comment cho thầy là thú vị đi ạ. Các con hãy dùng cái kỹ thuật này để các con đem đến lớp của mình, để con mang vào cuộc sống của mình, con vận dụng thì hiệu quả sẽ rất là bất ngờ đấy các bạn. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được nó bất ngờ như nào đâu, vì nó rất là nhanh, vì chúng ta luôn linh hoạt, tức là tư duy chúng ta nó nhanh, nó nhạy đấy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng lấy giấy nháp, chúng ta sẽ đặt, chúng ta viết 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 viết. Ok, rất tuyệt vời đúng không nào?
Rồi, vừa rồi chúng ta đã học một nội dung rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao một chút bằng việc xin mời tất cả các bạn cùng đứng lên nào. Nào, các bạn đứng lên. Đứng lên. Giơ tay của mình ra phía trước. Lắc lắc nào, lắc lắc thẳng tay ra. Rồi. Đặt tay vào ngực, đặt tay vào phía ngực đây. Đẩy ra, đẩy căng ra. Wow. Rồi, bây giờ giơ cao tay lên. Thầy tắt cái phần này đi để con nhìn cho dễ nào. Các bạn giơ cao tay lên, giơ cao tay lên, thẳng người vươn lên. Vươn lên, đưa sang phía bên này, nói ồ. Đưa sang bên này, nói à. Cúi xuống dưới. Nào, cúi thẳng lưng. Thẳng lưng. U. Minh Châu thực hiện đi nào con. Đúng rồi. Đặt tay vào hông, đặt tay vào hông. Ngả người ra phía sau. Và thoải mái thì hét lên. Ê! Rồi, vỗ tay. Chúng ta sẽ làm một động tác thứ hai. Chúng ta sẽ nhảy một cái đoạn nhạc cho nó sảng khoái nhé, vì âm nhạc sẽ giúp cho chúng ta rất là tuyệt vời đó. Chắc phải mất bóp tắt mới khó. Nào, xin mời các bạn chúng ta cùng thì trong phép chia ấy thì các con chú ý phần này cho thầy. Khi chia cho năm thì ta làm thế nào? Rồi, bạn Tiến Dũng xếp thứ nhất rất tốt. Nào, khi chia một số cho năm ta sẽ làm thế nào? À, ta sẽ lấy số đó nhân 2 rồi chia cho 10. Đó. Các con viết cái phần này vào. Nếu ta thấy chia một số cho năm thì ta đơn giản, ta chỉ việc lấy số đó nhân 2 rồi chia cho 10 là xong. Đây, ví dụ. Nào, việc chúng ta sẽ ví dụ này. Ví dụ như thầy có 175 mà chia cho 5 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ lấy 175 nhân 2
Tôi chia 10. Đó, 175 nhân 2 bằng bao nhiêu? 350 chia 10 bằng 35. Đúng rồi. Hay một bài khác. Ví dụ như chúng ta có 90 chia 5 thì ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ lấy 90 nhân 2 chia 10 thì bao nhiêu nhỉ? 90 nhân 2 bao nhiêu? À, bằng 180 chia 10. Bằng 18. Đấy nha. Hay một ví dụ nữa. Ta có là 230 chia 5. Đấy, thay vì phải đặt tính nháp khó khăn đúng không? Ta nhân 2, 230 nhân 2 bằng 460 chia 10 bằng 46. Được chưa? Các bạn có thấy nhanh không? Các bạn có thấy phần này nhanh chưa? Đấy, chúng ta hãy vận dụng cái kỹ thuật này để chúng ta có thể tính khi chúng ta làm các bài toán. Đấy là với chia một số cho 5. Tiếp tục. Khi mà ta chia cho 25 thì ta làm thế nào? À, khi ta chia cho 25 thì ta chỉ việc là nhân với 4 rồi chia cho 100. Thì cách làm ta nhân với 4 rồi chia cho 100. Ví dụ thầy có là 200 chia cho 25 thì ta lấy 200 nhân 4 rồi chia cho 25. 200 nhân 4 bằng 800, chia cho 100. Bằng 800 chia 100 và kết quả bằng 8. Được chưa? Các bạn thấy nhanh chưa? Thế ví dụ như là ta có 34 mà chia cho 25. Đấy, các bạn học lớp 5 các bạn học về số thập phân đúng không nào? Thì ta lấy 34 nhân 4 rồi chia cho 100. 34 nhân 4, 3 nhân 4 12. À, 4 nhân 4 16. 4 nhân 3 12. Thêm 1 là 13, 1, 3, 6. Chia 100 thì bằng 1,36. Đấy là cách làm để ta có thể tính nhẩm. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo
Chúng ta học sang các phép tính của phép chia. Thì có các phép tính sau. Một là chia một tổng cho một số. Con viết vào. Chia một tổng cho một số. Bây giờ thầy có mở ngoặc A cộng B mà chia cho C thì bằng cái gì? Nào các bạn hãy comment cho thầy nào. A cộng B chia C thì ta làm nào? Ta sẽ lấy từng số hạng của tổng ấy chia cho số đó rồi cộng cái kết quả lại với nhau bằng A chia cho C cộng với B chia C. Kiến thức này thì nó không còn mới nhưng mà thầy nhắc lại thôi. Đúng rồi. Tiếp tục, bây giờ thầy có một tổng hoặc là một hiệu. Đã chia một hiệu cho một số thì ta lại có là A trừ B tất cả chia cho C. Thì ta lấy lần lượt là A chia cho C xong trừ đi B chia C. Ta có A chia cho C trừ đi B chia cho C. Đấy là chia một tổng cho một số. Thế ngược lại đây, vậy thì chúng ta sẽ có thể vận dụng cái tính chất này. Chúng ta làm các bài toán tính nhanh, đúng không? Tính nhanh, tính nhẩm. Tiếp tục, ta có chia một số cho một tích. Nào, chia một số cho một tích thì ta làm thế nào? Viết cho thầy, viết thầy có A chia cho mở ngoặc B nhân C thì bằng gì? Bằng A chia cho B rồi chia cho C. Đó, ta sẽ chia lần lượt cho từng cái thừa số của tích này. Các con viết vào. Thầy ví dụ. Ví dụ như sau. Ví dụ này. Bây giờ thầy có 36 chia cho mở ngoặc. Ta có 3 nhân 4 thì bằng gì ạ? Bằng 36 chia 3 rồi ta có chia 4. Đó, chỗ này nhá bạn Vinh, nó không phải là bằng chia 3 sau đó nhân 4 đâu, vì nó ở trong ngoặc này. Ta phải lấy lần lượt 36 chia 3 sau đó chia cho 4 thì kết quả bằng bao nhiêu? 36 chia 3 bằng 12. Tiếp tục, sau đó 12 chia 4 thì con viết kết quả bằng 3. Được rồi. Ok. Phần cuối cùng phép chia. Đó là chia một tích cho một số nha. Thì ta có này. Ví dụ như A nhân B tất cả chia cho C. Thì cái phần này ta có thể lấy A chia C rồi nhân B. Được rồi. Các bạn đã rõ phần này chưa?
Các bạn đã rõ phần này, các bạn comment là đã rõ cho thầy. Ok, bạn Dũng xin thầy là sẽ học phần tư duy cao hơn. Được rồi Dũng nha, cứ yên tâm. Sẽ có những cái bài toán tư duy cao. Bây giờ chúng ta rõ rồi, hôm nay thì tổng kết lại chúng ta học các phần này, những phép tính cơ bản này các con hãy nắm thuộc đi nhá. Nào bây giờ cho thầy hỏi là còn bạn nào mà chưa thạo về cái bảng nhân bảng chia không? Các bạn, những bạn nào đã thạo, đã nhân chia tốt rồi, comment là con đã làm tốt, con biết là con này. Rồi. Được rồi nhá. Tốt rồi, các bạn làm tốt rồi. Bây giờ thầy sẽ cho các bạn nghỉ giải lao 5 phút vệ sinh uống nước trước khi chúng ta vào cái phần toán tư duy tiếp theo nhá. Thầy sẽ hướng dẫn cho một số bài để các bạn về các bạn làm thêm này. Đấy, phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Câu 1 này, tính tổng này, được rồi này. Tiếp theo này. Câu 2 này, vẫn là trắc nghiệm này. Câu 3, sử dụng luật INAL để tìm số còn thiếu nhá. Nào bây giờ sẽ bắt đầu chữa. Bắt đầu từ câu số 3. Sử dụng luật in out tìm số còn thiếu. In out đây là 2 3 4 5 6. Đây là 6 12 20 30 ở chỗ này. Rồi bạn Quỳnh Chi đã làm xong. Quỳnh Chi chọn phương án A là 30, B là 42, C 48, D 54, E là đáp án khác. Quỳnh Chi đã chọn số 42. Rồi, tốt rồi. Và ta thấy quy luật đây là gì? In là 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở đây out này là 6 thì bằng 2 x 3. 12 thì bằng 3 x 4. 20 bằng 4 x 5. 30 thì bằng 5 x 6. Còn số tiếp theo là 6 x 7 bằng 42, đúng rồi. Tiếp tục câu 4. Về số 1, 4, 2, 5, kết luận nào trong các kết luận sau đây không đúng? A, đó là một số có 4 chữ số. B, số đó có 4 chữ số khác nhau. C, số đó chia hết cho 5. E, số đó chia hết cho 3. D số đó chia cho 3, E số đó chia cho 2. Vậy cái kết luận nào không đúng? Rồi, các bạn đã trả lời rất nhanh, đó là E. Nhi đúng rồi, Châu đúng rồi, Khoa Nghị, Quỳnh Chi rất tốt, Cô Sơn đúng rồi. Nào, việc câu 5. Có bao nhiêu hình lập phương ở hình bên phải? A 18, B 19, C 20, D 21 và E là đáp án khác. Các bạn nói là E, các bạn nói là C. Này, thầy zoom to lên. Khoa Nghị, Quỳnh Chi, Minh Châu, Tiến Dũng, Nhật Duy, các bạn chọn phương án C. Bây giờ cách làm này, chúng ta nhìn này, đây có mấy lớp? Có 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp. Và mỗi một lớp này thì lớp thứ nhất ở trên cùng ấy và lớp ở giữa thì là cùng bằng nhau, là có mấy mấy khối? Là có 6 khối, đúng không nào? Và cái lớp ở dưới cùng thì nó nhiều hơn hai cái khối nữa. Vậy ta có là 6
cộng 6 bằng 12. À, lớp dưới cùng là có 8, 12 cộng 8 bằng 20. Chúc mừng các bạn đã làm phương án C. Các bạn đã hiểu chưa? Nào cô 6, nếu ngày trước hôm qua là chủ nhật, hỏi bao nhiêu ngày kể từ hôm nay sẽ đến thứ bảy? Ví dụ từ thứ hai đến thứ tư được tính là 2 ngày. Nếu ngày trước hôm qua là chủ nhật, hỏi bao nhiêu ngày kể từ hôm nay sẽ đến thứ bảy? A là 2, B 3, C 4, D 5 và E đáp án khác. Các bạn làm C, các bạn làm D. Các em lưu ý nè. Ở đây ta có từ thứ 2 đến thứ 4 được tính là 2 ngày. Nha. Như vậy muốn biết được kể từ ngày hôm nay đến thứ 7 là mấy ngày, ta phải xác định hôm nay là ngày thứ mấy. Thì chúng ta thấy nè. Nếu ngày trước hôm qua là chủ nhật, vậy hôm qua là ngày bao nhiêu? Hôm qua là thứ 2. Và hôm nay là thứ 3. Vậy thứ 3 đến thứ 7 thì là có 4 ngày, 3 cộng 4 bằng 7. Thế đây người ta hướng dẫn là từ thứ 2 đến thứ 4 là 2 ngày. Vậy từ thứ 3 thứ 7 là 4 ngày, phương án C. Đó. Chúc mừng các bạn đã có kết quả là C. Các bạn đã rõ phần này chưa? Tiếp tục. Ta có nè. Hình chữ nhật bên phải được lập từ 6 hình vuông nhỏ cạnh 2 cm. Tính chu vi hình bên phải. Thế cái này các bạn làm rồi đúng không? Tính nhanh nào. A là 20, B là 18, C là 16, D là 14, E đáp án khác. Quỳnh Chi đã làm xong. Quỳnh Chi chọn A. Tiến Dũng chọn C. Quốc Sơn chọn A. Minh Châu chọn A. Ta chỉ cần đếm các cái cạnh của nó đúng không nào? Đếm các cái đoạn 2 cm thì ta đếm được mấy đoạn? Đếm được 10 đoạn. Vậy chu vi của hình bên phải bằng 20. Được rồi. Câu 8. Tìm tổng của các số chia hết cho 4 mà bé hơn 30. Thì cái phần này sẽ làm thế nào? Thì đây chính là cái phần kiến thức liên quan đến dãy số, đó là tìm tổng của các số chia hết cho 4 mà bé hơn 30. Thì nó bao gồm có số nào? 4 cộng 8 cộng 12 cộng 16 cộng bao nhiêu nữa? Cộng 20 cộng 24 và cộng 28. À, kết quả ta thấy này, 2, 4, 6, 7 số. Thì ta có này. Bốn thì ta ghép với 28 bằng 32. 8 với 24 là 32. 12 với 20 là 32. 32 nhân 3 cộng với 16. Kết quả bao nhiêu?
112 đúng rồi. Phương án D. Ok. Nào câu 9. Vẽ hình sau bằng một nét. Nghĩa là vẽ hình mà không nhấc bút lên và không tô lại bất kỳ đường nào đã vẽ trước đó. Hỏi hình nào dưới đây không thể vẽ bằng một nét? A, B, C, D hay là E? Nào thì chúng ta cùng suy nghĩ. À, câu 8 Phúc Sơn chưa hiểu à? Ok, thầy hướng dẫn lại câu 8 nha. Chưa hiểu hỏi, để thầy hướng dẫn lại. Câu 8 này. Tìm tổng của các số chia hết cho 4 mà bé hơn 30. Thì các em thì tìm là các số nào mà nó chia hết cho 4 và nó nhỏ hơn 30 thì gồm số nào? Thì nó gồm các số có 4 này, 8, 12, 16, 20, 24 và 28, ta cộng hết các tổng này lại. Đơn giản là cộng hết lại thôi. Thì ra kết quả là 112. Còn cái việc mà thầy tính nhẩm, thầy ghép 4 với 28 này, 12 với 24, 8 và 24, 12 và 20 để tạo thành cặp là thằng 32 ấy, rồi nhân 3 cộng với 16 này, thì đấy là tính nhẩm thôi. Bạn rồi, ok, Sơn hiểu rồi, tốt. Tiếp tục. Nào câu 9. Vẽ hình bằng một nét. Nghĩa là vẽ một hình mà không nhấc bút lên, không tô lại bất kỳ đường nào. Hỏi hình nào không thể nha, chú ý là không thể. Đấy, bài toán này tư duy hay không? Rồi, đã có bạn làm xong. Rất tốt. Minh Ngọc đã làm xong. Hà Phương Anh làm xong. Quỳnh Chi làm xong. Ok. Nào, bây giờ chúng ta sẽ chữa bài chỗ này nhé. Nào. Hầu hết là các bạn chọn A. Bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Về cách làm này, chúng ta để ý thấy này. Ở đây ấy, muốn biết được ấy, thì chúng ta phải kiểm tra các cái điểm mà đây này, tôi nhìn này, đây là có hai này. Hai này. Đây là ba này. Đấy. Còn đây là có bốn. Thì đây ta nối này. Đi sang đây. Lên đây. Sang đây. Xuống đây, sang hết đây, lên đây, sang đây, xuống đây, lên đây và về đây. Như vậy hình A vẽ được một nét đúng không nào? Có hai không các em? Hình A vẽ một nét hình B này. Ta đặt bút ở đây, cua một cái hình tròn như thế này. Đến đây sau đó ta vẽ cái hình tam giác bên trong. Vậy hình B cũng vẽ được một nét đúng không?
Hình C ta đặt ở điểm này. Ta vẽ lần lượt. Đầu tiên ta vẽ tam giác thứ nhất. Sau ta vẽ nốt tam giác thứ hai. Hình C vẽ được đúng không? Tương tự, hình D ta cũng đặt ở cái điểm giao này. Ta vẽ cái tam giác này. Sau ta vẽ nốt cái tam giác còn lại. Xong đúng không? Còn riêng hình E thì ta không thể vẽ được. Nếu ta đặt đây, vẽ đây, vẽ đây, vẽ đây, vẽ đây, vẽ đây thì ta vẫn không thể vẽ được. Như vậy chỉ có hình E là ta không thể vẽ được, còn các hình khác vẽ được đúng không? Các em thấy bài này hay không? Rồi, chúc mừng bạn Khoa Nghị, bạn Quỳnh Chi, bạn Minh Ngọc đã làm đúng. Rất tốt. Đó, bạn thấy tư duy hay không? Đấy nha. Vậy thì với cái bài này chúng ta rút ra cái luận là gì này? Chúng ta thấy này. Đúng rồi nha. Những cái bài như này ấy, thì ban đầu chúng ta nhìn thấy chúng ta tưởng là rất là phức tạp, nhưng khi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ làm được. Lưu ý với các hình tam giác như này thì ta cứ vẽ cái xuất phát từ cái điểm giao nhau ấy thì sẽ vẽ được nhá. Đây, xuất phát từ điểm giao nhau. Đó. Tiếp theo. Làm nốt bài 10 chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ nghỉ. Nào, câu 10. Có 5 người ăn 5 quả táo hết 5 phút. Hỏi 10 người ăn 10 quả táo hết bao nhiêu phút, biết sức ăn của mỗi người là như nhau. A là 1, B là 2, C là 5, D là 10 và E là đáp án khác. Rồi, Minh Ngọc, Nhật Duy, Quỳnh Chi. Các bạn đều chọn phương án C đúng không nào? Và đây là bài toán tư duy nên chúng ta phải để ý này. Có 5 người ăn 5 quả táo hết 5 phút. Thì có nghĩa là 5 người ăn 5 quả thì mỗi người mấy quả? Mỗi người ăn một quả thì hết mấy phút? Hết 5 phút. Được chưa? Thế vì 10 người mà 10 quả thì cũng vẫn chỉ là mỗi người một quả đúng không nào? Vậy tức là nếu 10 người ăn 10 quả thì mỗi người ăn một quả. Do đó là hết 5 phút. Đã hiểu chưa? Các bạn đã thấy rõ phần này chưa?